Xin chào các bạn, là Linh đây. Trong chủ đề lần này, Linh sẽ chia sẻ những cái câu hỏi mà anh em rất hay quan tâm về vòng 1 của mình. Đó là ăn cái gì để làm giảm kích cỡ vòng 1, rồi tập cái gì, rồi làm những cái biện pháp nào để có thể làm giảm cái sự phát triển của vòng 1. Thật ra là đi về khái niệm thì cơ thể của chúng ta, bản thân nó là nữ cho nên là hóc môn nữ trong cơ thể chúng ta rất là cao. Vì hóc môn nữ cao cho nên là nó làm cơ thể chúng ta phát triển và đồng thời cũng phát triển luôn cái vòng 1. Vậy thì chúng ta không có cái loại thực phẩm nào, không có bất kỳ loại thực phẩm nào ăn vào để làm nhỏ vòng 1 cả, mà chỉ là chúng ta điều tiết cái việc ăn của mình để cho cái vòng 1 nó không phát triển nữa mà thôi. Có bốn cái món ăn sau đây mà nó có chứa lượng hormone nữ rất là cao, mà nếu mình ăn vô thì sẽ giúp cho giống như là cái vòng 1 mình phát triển nhờ có hormone nữ. Thì nếu bạn ăn cái đó nhiều vào thì cái hormone nữ nó cao lên làm cái vòng 1 mình cao lên, vậy thì mình sẽ hạn chế ăn nó hoặc là có thể nghỉ ăn nó luôn càng tốt. Cái món thứ nhất là đậu nành. Đậu nành chứa một lượng hormone nữ cực kỳ cao luôn nha, và nếu như mà chúng ta ăn nó thường xuyên thì nó cũng sẽ giúp cho một phần là phát triển hóc môn nữ và làm người của chúng ta to ra. Thì cái việc tôi nói là không ăn đậu nành có nghĩa là không ăn tất cả thành phẩm gọi là đậu nành, giống như đậu nành hạt, sữa đậu nành, đậu hũ, tất cả các gì được chế biến từ đậu nành là nghỉ hết. Cái món thứ hai là khoai lang. Khoai lang nó cũng chứa có lượng hóc môn nữ cao như đậu nành vậy đó, cho nên nếu được thì bạn cũng hãy hạn chế ăn khoai lang luôn. Cái món thứ ba đó chính là các loại đậu, như là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, rồi các loại đậu nói chung thì nó cũng chứa một cái lượng protein cao, đồng thời hormone nữ cũng cao, cho nên là chúng ta nên hạn chế ăn những cái loại đậu đó. Nếu mà mình thèm quá thì mình có thể ăn 1 tháng 2-3 lần thôi, chứ đừng có coi nó như là một món ăn hàng ngày là được. Món thứ tư đó chính là đu đủ xanh. Thì như các bạn biết là trong quá trình mà khi phụ nữ mới sinh con xong thì người ta thường hay là hầm đu đủ xanh cộng với giò heo để mà làm gọi là làm tăng cái tuyến sữa lên. Thì tại vì cái chất đó nó trong cái món ăn này thì nó chứa cái lượng hormone nữ rất là cao, cho nên khi mình ăn thì nó sẽ kích thích các hormone nữ phát triển. Cho nên là mình cũng hạn chế ăn, và với bản thân Linh là Linh không ăn luôn bốn cái món đó. Là mặc dù Linh rất là thèm cái món đu đủ hầm hầm giò heo nhưng mà Linh không ăn luôn. Thì đây là bốn món mà Linh nghĩ là nó cũng không phải là món ăn chính trong cái cuộc sống hàng ngày, cho nên là nếu được thì các bạn có thể loại bỏ nó ra khỏi cái khẩu phần ăn của mình luôn. Ok, quay lại vấn đề thứ hai là làm cái cách nào mà có thể làm nhỏ ngực mình lại. Cái là cái đầu tiên là mình đã hạn chế sự phát triển của vòng 1 rồi bằng cách không ăn những cái thức ăn có chứa lượng hormone nữ cao. Vậy thì cái điều thứ hai là làm thế nào để giảm cái kích cỡ của vòng 1 của mình. Thật ra là cái việc giảm cái vòng 1 này thì mình sẽ giảm được một phần thôi, chứ nó không có làm bạn mất hẳn cái ngực. Vì nếu mất hẳn cái ngực rồi thì sẽ không còn cái biện pháp phẫu thuật ngực nữa. Cho nên bạn phải hiểu vấn đề là tất cả những cái sản phẩm hiện tại trên thị trường hoặc là sản phẩm mà Linh giới thiệu thì nó chỉ đều là giúp cho vòng 1 bạn nhỏ hơn so với trước khi bạn sử dụng thôi, chứ nó không làm mất hẳn cái vòng 1 của bạn. Và hiện tại thì Linh đang kết hợp cả ba yếu tố. Cái thứ nhất là ăn uống những cái thành phần không chứa lượng hormone nữ. Cái thứ hai là Linh đang tập gym. Gym thì Linh hay tập những bài tập về vai, về ngực để cho cái ngực của mình nó săn ra. Thật ra tập gym không làm ngực nó nhỏ lại, mà tại vì tập gym thì nó sẽ đốt cháy những cái mô mỡ trên ngực của mình, làm cái ngực của mình nó săn lại, cái là giảm mỡ và tăng cơ. Thì cái lúc đó cái ngực của mình, thay vì cũng là cái trọng lượng là 2 kg cho một cái ngực đi, nó sẽ chứa là 1 kg mỡ 1 kg cơ, thì thay vậy mình sẽ chuyển nó thành là 1,7 kg cơ còn 0,3 kg là mỡ. Đó là một cái ví dụ, là có nghĩa là ngực của mình nó sẽ vẫn là như vậy, nhưng mà vì nó là có cái lượng cơ nhiều hơn cho nên cái ngực của mình nó sẽ săn chắc hơn. Vì săn chắc hơn cho nên cái ngực của mình nó sẽ nhỏ lại. Đó là cái cơ chế vận động. Thì Linh kết hợp với tập gym. Có những bạn mà nếu mà mình không tập gym được và mình cái công việc của mình nó không cho phép mình có quá nhiều thời gian để đến phòng gym, thì bạn có thể
sử dụng các bài tập tại nhà thì trên mạng có rất là nhiều các bài tập để giúp săn săn cái vòng ngực của mình bằng cái biện pháp tập ở nhà. Đó thì các bạn có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Cái cách thứ ba mà Linh sử dụng kết hợp luôn là Linh đang sử dụng một cái loại keo, một cái loại gel để làm tan cái mô mỡ của mình, tan mô mỡ ngực. Thì Linh kết hợp cả cái việc ăn uống, tập gym và cả việc sử dụng gel để nhằm là làm tan đi cái vòng ngực của mình. Nhưng mà thực tế là mong muốn của bản thân Linh khi sử dụng ba yếu tố này thì Linh chỉ muốn là nó nhỏ hơn so với ban đầu thôi, chứ như Linh nói là nó sẽ không bao giờ làm mất hẳn cái ngực của bạn hết. Cho nên là đừng có hy vọng quá nhiều vào cái việc mất hẳn cái vòng ngực của mình nhé. Còn với những bạn mà có ngực lớn thì cái biện pháp duy nhất mà các bạn có thể làm để mất hẳn cái vòng ngực đó chính là phẫu thuật. Rồi, ok, đây là những cái chia sẻ của Linh về cái vấn đề làm giảm cái kích cỡ hoặc là cái cách để mà giúp các bạn tự tin hơn so với cái vòng một của mình. À, còn thêm một cái điều mà Linh rất muốn chia sẻ với mọi người, đó là thường thường các bạn nghĩ là phải che đi hẳn cái vòng một của mình, là phải làm cho cái ngực của mình nó phải xẹp thiệt là xẹp, giống như phẳng lì giống như cái lưng của mình thì nó mới gọi là nam. Nhưng thực tế là ngực của nam họ vẫn có ngực nha, tất cả những người nam họ đều có ngực, và bạn thấy là những người nam mà lực lượng thì cái ngực của họ rất là đẹp, cái ngực của họ có họ họ phồng lên cực kỳ đẹp luôn. Cho nên là khi mà bạn sử dụng những cái loại gel dán này nọ thì nếu mà bạn dán mà để cho cái ngực bạn cảm giác như nó thật là phồng lên giống hiện tại nè, cảm giác nó phồng 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 đến đây thì nó đã là chuẩn rồi, chứ không có một cái loại keo nào có thể làm mất hẳn cái vòng ngực của bạn cả. Đấy thì đây là những cái chia sẻ của Linh và hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong cái vấn đề là làm giảm kích cỡ vòng ngực của mình. Và nếu như có những cái vấn đề nào khác, có những cái chủ đề nào khác mà Linh chưa chia sẻ thì bạn có thể để lại cái comment cho Linh để mà Linh có thể làm những cái video để cho bạn xem để giúp ích được cho bạn, hoặc đồng thời có những cái vấn đề nào đó mà bạn chưa tìm được câu giải đáp hoặc là chưa có ai có thể thỏa mãn được bạn thì có thể để lại comment cho Linh, hoặc là bạn có thể inbox với Linh qua trang Facebook cá nhân của Linh để mà Linh sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh nhất. Và đồng thời là hãy nhớ là hãy subscribe kênh YouTube của Linh nhé. Linh có để cái đường link kênh YouTube của mình ấy, Linh có để lại cái thông tin của mình ở dưới về Facebook. Đồng thời là hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh của Linh để giúp cho Linh có nhiều cái lượng đăng ký hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.